nói là câu chuyện ngụ ngôn, dùng mưu lại mắc mẹo, nói về cuộc đấu trí và đấu sức của sói và ngựa. Sói định dùng mưu để lừa, ăn thịt ngựa, nhưng ngựa thông minh hơn đã dùng tương kế tiệu kế để trị tội chó sói gian ác. Bây giờ chúng mình sẽ nghe câu chuyện để biết sói dùng mưu lại bị mắc mẹo như thế nào nhé. Chó sói đang kiếm ăn ở trong rừng, chợt thấy một chú ngựa đang ăn ở ngoài đồng cỏ. Chú ngựa béo tốt quá mà không có ai trông cả. Mõm chú không có cương, cổ chú không có dây buộc. Sói thèm giỏ nước dãi, nhưng nghĩ bụng: không có người giữ thì hay lắm, nhưng không có dây buộc, giữ ở đồng trống, nó thấy mình chạy thì khó lòng mà đuổi kịp. Có đuổi kịp, nó to khỏe như thế, đánh nhau với nó cũng bở hơi tải. Nhỡ rằng có lâu chủ nó biết, chạy ra thì khốn. Suy nghĩ mãi, sói tìm ra một kế, rồi đắc ý cười thầm. Nó đi tìm một cái kính đeo lên mắt, một chiếc ống nghe cắp vào cổ, choàng một chiếc áo trắng, chụp lên đầu một chiếc mũ vải trắng có thêu hình chữ thập. Nó ra khỏi rừng, khoan thai tiến về phía ngựa. Chú ngựa bình tĩnh đề phòng. Chú nghĩ, nếu bây giờ mà cuống lên thì chắc là chết. Chú chờ xem chó sói giở trò gì. Chú sẽ phi ngược về phía rừng, vừa phi vừa hí. Trong thôn xóm phía ấy, người và chó sẽ đổ ra tiếp cứu cho chú. Tiến được một quãng, chó sói lấy giọng hiền lành nói: bên xóm mời ta đi khám bệnh, ta đi đây. Nếu ngựa bò dê ai có bệnh ta khám hộ cho, rồi sẽ đi, trời hãy còn sớm. Ngựa nghe thấy lễ phép: à, xin chào bác sĩ, cháu đau lắm, ngài làm ơn khám và chữa giúp, tốn bao nhiêu tiền cháu sẽ xin tiền chủ trả hầu ngài. Chà chà, chữa làm phúc, tiền với nong gì, đau thế nào, đau ở đâu, lại đây xem thử nào. Ôi ôi, cựa cái là nó đau thấy trời luôn ấy, phiền ngài lại phía sau cháu, cúi xuống mà xem, đau ở chân sau, chân phải đây này, chắc là dẫm phải gai. Sói mừng rơn, mon men lại phía sau chú ngựa. Nó vừa cúi cúi, nhìn nhìn, thực ra là đang lừa, để chồm lên, cắn vào đùi ngựa, cho ngựa bại liệt, hết đường chạy trốn. Chú ngựa nhón nhón chân, dở giả vờ rền rĩ: cháu ơi, đấy, đấy, ở lòng bàn chân đấy, ngài xem kỹ đi. Khi thấy vừa tầm, ngựa tung vó đá một cái trời giáng, khiến cho sói bật ngửa người, bốn cẳng bơi bơi giữa trời, kính vỡ, mũ văng, vành móng ngựa sắt và trúng mõm, làm gãy mấy chiếc răng, đổ cả máu mồm máu mũi. Ngựa chạy ra thật xa, hí vang. Hi. Sói gượng dậy, lê lết từng bước về phía rừng, không dám ngoái đầu lại nữa. Đúng là dùng mưu lại mắc mẹo, đáng đời con chó sói gian ác. Thế là từ đó trở đi, chó sói không bao giờ còn dám quay lại lừa bất kỳ con vật nào trong rừng nữa. Bye.
Về có đàn chim sẻ hót trên cánh đồng, bạn ơi biết không, hè về rồi đó, chiều nay bạn gió mang nồm về đây, ôi mới đẹp thay, phượng hồng mở mắt, dòng sông trong vắt trườn trên bãi đê, một chuyến đò qua mang theo lũ bướm, cánh diều bay lượn thanh thang lúa đồng, bạn ơi thích không, hè về rồi đó. Bạn ơi, mùa hè tới mang theo những tia nắng vàng như mật, mang theo cả những chùm hoa phượng vĩ rực rỡ, những khoảng trời cao trong xanh. Mùa hè đem đến cho chúng ta những cung bậc cảm xúc thật tuyệt vời. Bạn ơi, mùa hè đến rồi đấy. Nào, chúng mình cùng đọc lại bài thơ hè về một lần nữa nhé. Có đàn chim sẻ hót trên cánh đồng, bạn ơi biết không, hè về rồi đó, chiều nay bạn gió mang nồm về đây, ôi mới đẹp thay, phượng hồng mở mắt, dòng sông trong vắt trườn trên bãi đê, một chuyến đò qua mang theo lũ bướm, cánh diều bay lượn thanh thang lúa đồng, bạn ơi thích không, hè về rồi đó. Các bạn thân mến, trên đây là những kinh nghiệm về việc giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Hãy tham khảo và ứng dụng ngay từ bây giờ nhé. Hãy ủng hộ kênh bằng cách để lại một like hoặc đăng ký kênh. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.